Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay thì tôi xin chia sẻ các anh chị gọi là cái kỹ năng tổ chức cuộc họp. Bởi vì chúng ta muốn thành công lớn thì trong chi tiết những cái bước nhỏ chúng ta phải hoạt động, nó phải có hiệu quả thì chúng ta mới mong chờ cả một ngày dài, cả một cái quá trình chúng ta có hiệu quả được. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tổ chức một cuộc họp thành công? Thì tôi xin chia sẻ các bước trong quá trình tổ chức cuộc họp để các anh chị nhìn thấy và tổ chức được, đặc biệt là với những CEO quản trị. Thì các anh chị nhìn thấy là thông thường cái vai trò đầu tiên đối với hội đồng quản trị là họ sẽ đưa ra tầm nhìn cho doanh nghiệp của họ. Sau đó vai trò của ông CEO thì ông sẽ hoạch định ra chiến lược để cùng với hội đồng quản trị. Chiến lược này nhằm đạt đến tầm nhìn. Sau đó từ chiến lược này thì ông CEO với ra đề tiếp với cái ông trưởng phòng kinh doanh là nó mới ra được mục tiêu năm. Thì từ mục tiêu năm này thì ông trưởng phòng kinh doanh với xây dựng tiếp được cho tôi là kế hoạch kinh doanh trong một năm này thì với được bổ nhỏ thành kế hoạch kinh doanh trên tháng. Vậy thì nếu một tháng chúng ta đạt được, một năm chúng ta sẽ đạt được và chúng ta có đạt được mục tiêu năm thì chúng ta mới hoàn thành cái sứ mệnh, đó là đi tới tầm nhìn. Nhưng mà để có một tháng tốt thì buộc chúng ta phải có một gì? 4 tuần tốt, từ tuần 1 cho đến gì? Tuần thứ 4. Vậy thì nếu như một tuần mà không tốt thì chính là vai trò chúng ta ngồi họp giao ban tuần để mà nhằm mục tiêu từng tuần một chúng ta đạt được cái mục tiêu, hoặc chưa đạt được mục tiêu thì chúng ta sẽ hoàn thiện mình để có gì? Từng tuần một tốt và đương nhiên có tháng tốt. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ kỹ năng họp giao ban tuần. Vậy để mà họp giao ban tuần thì vai trò của họp giao ban tuần thì tôi muốn nói đến câu chuyện đầu tiên là khi họp, mục tiêu của cuộc họp là để làm gì? Họp là để làm gì ạ? Họp là việc đầu tiên để cho chúng ta nhìn thấy kết quả hoạt động. Cái thứ hai, sau khi mà có kết quả rồi thì nếu như mà tốt thì chúng ta thưởng, đó là những cái giải pháp, và nếu yếu thì chúng ta tìm ra những giải pháp nguyên nhân để xử lý. Vậy nếu kết quả mà nó yếu thì bản chất là chúng ta tìm ra nguyên nhân. Nếu mà tìm ra nguyên nhân rồi thì buộc chúng ta phải ra được những giải pháp gì ạ? Cụ thể. Và để nó hiện thực hóa được thì chúng ta phải ra được cái gì ạ? Hành động. Như vậy trong một cuộc họp giao ban, nếu như không đi đến được hành động thì cuộc họp giao ban đấy là vô nghĩa. Và đặc biệt khi tôi dự rất nhiều các cuộc họp của các công ty thì tôi nhận ra một điều là nói về gì, phân tích về thực trạng, về nguyên nhân thì rất tốt, nhưng đưa ra giải pháp và hành động thì cực kỳ tệ. Vậy đến khi chúng ta phải có hành động thì mới là ngon. Vậy làm thế nào để biết được kết quả tồi? Thì để mà biết được kết quả tồi thì chúng ta phải có hai thứ. Một, đó là thông số chỉ tiêu. Hai là thông số thực tế. Vậy thông số chỉ tiêu này ai là người cam kết? Thì xin thưa các anh chị là các trưởng phòng cam kết. Vậy thì chúng ta mới thấy để có thông số chỉ tiêu thì bắt đầu từ chiến lược, từ mục tiêu năm, từ kế hoạch năm thì bắt đầu chúng ta mới ra được cái thông số chỉ tiêu cho từng gì ạ? Từng phòng một. Tôi lấy ví dụ phòng kinh doanh thì họ phải nhận thông số chỉ tiêu về cái gì ạ? Đây là bộ thông số chỉ tiêu hoàn thiện đấy. Nó liên quan đến gì ạ? Doanh số, nó liên quan đến thị phần, nó liên quan đến lợi nhuận, nó liên quan đến dòng tiền, nó liên quan đến hệ thống phân phối vân vân. Thì bản chất mỗi một chiến lược khác nhau, mục tiêu năm khác nhau, kế hoạch kinh doanh khác năm khác nhau thì các thông số chỉ tiêu này cũng khác nhau. Hay là phòng nhân sự thì chúng ta có những chỉ tiêu gì? Nó liên quan đến chỉ tiêu về tuyển dụng, những cái chỉ tiêu liên quan đến quỹ lương, chỉ tiêu liên quan đến cái gì ạ? Đến việc mà nó xây dựng cái tính hệ thống để trả lương vân vân. Toàn bộ những cái chỉ tiêu này thì bản thân một CEO phải xây dựng được cho các trưởng phòng những chỉ tiêu này, và trưởng phòng cam kết những con số chỉ tiêu này với bạn
Thì như vậy chúng ta có thông số chỉ tiêu. Mà muốn có thông số thực tế để chúng ta kiểm soát xem thông số thực tế nó có phù hợp và nó tốt hơn chỉ tiêu hay không, thì bài toán lúc bấy giờ anh CEO phải làm được báo cáo gì ạ? Báo cáo mẫu cho từng trường học. Và cái báo cáo mẫu này đo là chính là đo những thông số chỉ tiêu. Tôi lấy ví dụ, nếu anh đưa ra thông số chỉ tiêu của phòng kinh doanh là những thông số này, thì trong báo cáo mẫu chính là những thông số này. Nếu anh đưa ra phòng nhân sự, nó liên quan đến chỉ tiêu tuyển dụng, liên quan đến quỹ lương, liên quan đến tỷ lệ bỏ việc, liên quan đến tỷ lệ mắc lỗi trong doanh nghiệp, thì anh nhân sự phải cam kết. Và như vậy chúng ta mới thấy là nó có cái thông số này. Vậy thì nếu mà thông số thực tế mà nó phản ánh rằng là chúng ta đo hai cái này để nó trả về kết quả, và nếu nó phản ánh thông số thực tế tốt hơn thông số chỉ tiêu, thì doanh nghiệp của chúng ta đang rất là khỏe. Nhưng nếu như thông số mà thực tế kém thông số chỉ tiêu, thì rõ ràng chúng ta đang có vấn đề. Mà nếu có vấn đề thì chúng ta phải tìm nguyên nhân. Vậy thì bắt đầu vào một cuộc họp giao ban thì chúng ta phải hỏi bộ phận nào là bộ phận giao ban trước. Thì tôi xin chia sẻ, bộ phận giao ban đầu tiên phải là bộ phận gì ạ? Kinh doanh. Kinh doanh sẽ giao ban đầu tiên, bởi vì nếu như kinh doanh không đạt được doanh số, anh có thể đổ lỗi là tại vì phòng hành chính không cung cấp đủ thiết bị cho tôi, hay là tại phòng nhân sự không cung cấp đủ thiết bị cho tôi. Tức là anh ta có những thứ đổ lỗi, nhưng các phòng ngồi ở dưới mà đảm bảo chỉ tiêu doanh số thì anh ta hết đổ lỗi. Cho nên việc đầu tiên là phải giao ban phòng kinh doanh, thứ tự giao ban phòng kinh doanh trước, tức là phòng đấy là xương sống, xong bắt đầu với giao ban sang các phòng xương sườn. Thì như vậy thì mới giải quyết được vấn đề. Vậy thì nhưng mà cái việc nhận xét về mặt kết quả thì ai sẽ là người nhận xét? Thì xin thưa các anh chị, nếu trong cuộc họp giao ban CEO nào nói nhiều thì biểu hiện CEO ấy không biết họp giao ban. Mà họp giao ban đầu tiên đó là nhân viên tự chiếu. Ví dụ nếu là tôi, xin mời trưởng phòng kinh doanh báo cáo. Bắt đầu anh ta lấy slide, anh ta chiếu lên một phát. Đây, xin thưa anh chị, đây là thông số chỉ tiêu, đây là thông số thực tế, hiệu quả, kết quả trả ra là như thế nào. Thì bắt đầu anh ta tự báo cáo. Sau đó nếu như kết quả tệ thì ai sẽ là người nói? Vẫn là anh ta. Dạ thưa sếp, nguyên nhân nó là như thế này. Nếu anh ta phân tích được nguyên nhân xong thì anh ta phải là người gì ạ? Đưa ra giải pháp. Dạ xin thưa, với nguyên nhân như thế này thì giải pháp của em là như thế này. Vậy với giải pháp là như thế này thì tiếp theo trong tuần tới, hành động trong tuần tiếp theo nào, nó mới ra cái lịch ngay. Thứ hai em làm gì, thứ ba em làm gì, thứ tư em làm gì, cho đến tận thứ sáu em làm gì, và đến thứ bảy em làm gì. Và trong cái số những cái thứ này em làm thì em đề nghị sếp giúp em việc gì. Tức là ở đây nhân viên gì, nhân viên đề nghị với sếp là xin sếp giúp cho em những việc này, và căn cứ vào đây thì sếp mới được gì, sếp lệnh để làm sao đấy giúp các trường hợp để họ hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì ở đây câu chuyện là từ trước đến nay ai là người, các bạn, các chị thường họp ra ban, các chị làm sai ở chỗ này, mình tự nhận xét kết quả của họ. Mà kết quả họ cảm thấy họ happy, mà anh bảo là kết quả của họ tồi, họ không công nhận. Tại sao không công nhận? Bởi vì anh không có thông số chỉ tiêu và họ không cam kết thông số đó. Thế thì làm sao anh bảo họ tồi được? Vậy trước khi CEO mà muốn đánh giá kết quả phải có cột mốc. Có cột mốc rồi thì bắt đầu thực tế đi được thì anh mới gì? Với ra được kết quả. Và khó nhất đối với một ông sếp là làm được cái động tác này để giúp cho họ định vị xem bản thân họ giỏi hay dốt. Mà nếu như người ta xác định, nếu là người ta ngu thật thì rõ ràng người ta sẽ có cách để thay đổi. Nhưng cái chính là anh chị không có thông số chỉ tiêu thì không, họ không công nhận, họ kém. Và ở đó bắt đầu là cuộc họp giao ban sang câu chuyện kể chuyện. Vậy thì nếu biết kết quả rồi thì chính họ phải là tìm nguyên nhân, chính họ phải ra giải pháp và họ ra hành động. Và bấy giờ nhiệm vụ của ông sếp lúc bấy giờ mới nhảy vào để giải quyết mấy thứ. Một là chất vấn xem cái nguyên nhân này nó có gì, nó có xác thực hay không. Nếu họ đưa ra nguyên nhân đúng rồi và họ đưa ra giải pháp chưa đúng thì trách nhiệm của anh gì, chất vấn là giải pháp này của anh nó có giải quyết triệt để không. Giả sử mà nhân viên hết cách thì sếp phải gì ạ? Sếp gợi ý là tôi có một giải pháp này, theo ngu ý của tôi có giải pháp này thì anh thấy có được không. Để cho ai lựa chọn? Để cho trưởng phòng gì? Trưởng phòng họ lựa chọn, chứ không phải là anh áp đặt cái giải pháp. Mà nguyên tắc khi trưởng phòng họ nhận cái giải pháp này, họ sẽ làm gì? Với 120% sức lực để cam kết rằng họ chọn giải pháp là đúng. Vậy thì khi đấy nó sẽ tự động. Và cái cuối cùng nữa là gì?
Khi đấy họ ra được hành động thì anh sẽ giúp gì được cho họ trong thứ này, và bắt đầu nó ra được gì, lịch của anh sẽ giúp nhân viên làm gì. Chứ có rất nhiều ông sếp là bây giờ đến cơ quan là không biết mình sẽ làm gì, và cứ đến đấy ngồi quay ghế 360 độ nhưng mà vẫn lo lắng mà không biết là ngày mai nó ra sao. Thế thì những cái lo lắng đấy bằng thừa thì thay vì như thế, hãy bắt tay vào làm từng việc như thế này. Tương tự như vậy, sau khi họp xong cái phần của kinh doanh thì gì, bộ phận sản xuất cũng phải đưa ra cái này, có đáp ứng đủ kinh doanh không, bộ phận về mặt nhân sự có tuyển dụng đủ không, có tuyển dụng đúng chất lượng không, rồi là tỷ lệ mắc lỗi có nhiều không, trả lương có đủ không, vân vân. Tất cả những cái yếu tố này thì bắt đầu là gì, phòng nhân sự nó sẽ báo cáo, và nó cũng là tự tìm nguyên nhân giải pháp, và nó hành động và nó đề nghị sếp giúp đỡ cái gì. Vậy thì từ đây ra lịch của sếp, các anh chị mới nhìn thấy. Vậy thì bằng này việc thôi, trông thì để một cuộc họp giao ban để cho nó hiệu quả, nhưng mà CEO quản trị phải làm rất nhiều việc. Một là ông phải làm rõ chiến lược, hai ông phải ra được mục tiêu năm để cho thằng trưởng phòng kinh doanh nó lập gì, lập kế hoạch kinh doanh năm. Trong kế hoạch kinh doanh năm thì nó có target từng tháng, trong từng tháng bổ ra từng tuần, và bắt đầu nó mới ra thông số chỉ tiêu cơ mà. Đến đây nó mới ra được cuộc họp tử tế cơ mà. Cho nên nếu không có hệ thống kia làm sao mà có được cuộc họp tử tế. Vậy nếu có cuộc họp tử tế bằng kia công tác chuẩn bị thì ra thông số chỉ tiêu. Sau đó kỹ năng trong cuộc họp là nhân viên tự nhận xét kết quả của mình, trưởng phòng tự nhận xét kết quả của mình, trưởng phòng tự tìm ra nguyên nhân, trưởng phòng tự đưa ra giải pháp, trưởng phòng tự đưa ra kế hoạch hành động, tự xin ý sếp là nhờ sếp cái gì. Vậy thì có như vậy thì chúng ta mới tạo ra hệ thống, và nhiệm vụ của sếp chỉ có chất vấn. Anh đến đây để anh làm, vậy tôi chất vấn anh làm có đúng không, làm có đúng không. Nếu mà anh cam kết đấy là làm đúng thì anh cam kết đi, còn nếu không đúng thì anh phải chọn giải pháp khác cho tôi. Thì bài toán đấy chứ không phải ông sếp đưa ra giải pháp, ông sếp chỉ gợi ý thôi. Vậy thì bằng đấy thứ thì nó mới ra được báo cáo gì, báo cáo mẫu, do nó ra được mới ra được cái gì, thông số thực tế. Và từ đấy một cuộc họp giao ban mới có hiệu quả. Mà một cuộc họp giao ban hiệu quả thì tuần sau chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng của tuần trước. Em của ngày mai nó phải đẹp hơn em của ngày hôm nay. Và cuối cùng chúng ta nhìn thấy doanh nghiệp của chúng ta thì đi lên. Và đặc biệt là anh em nó cam kết, nó tự động nó vận hành và từng bước ra được doanh nghiệp tự động. Thì đấy là cái cách mà CEO quản trị để tổ chức một cuộc họp hiệu quả. Và tôi một chút, để vì thời gian nó không có nhiều cho nên tôi chỉ đưa ra một chút về cái góc nhìn để tổ chức cuộc họp. Vậy thì bản chất cuối cùng trong cuộc họp là nhân viên tự đánh giá kết quả, nhân viên tự tìm ra nguyên nhân, nhân viên tự tìm ra giải pháp, nhân viên tự tạo ra hành động của mình trong tuần tiếp theo, và sếp chỉ là người chất vấn và nếu hành động sếp giúp gì được cho họ. Vì vậy là chúng ta mới tạo ra doanh nghiệp tự động được. Và cuối cùng tôi chúc cho các CEO có được hệ thống bài bản như thế này, rồi có được cái kỹ năng tổ chức của họ để làm sao mình nói ít, nhân viên nói nhiều, và như vậy doanh nghiệp mới phát triển được. Xin chúc các anh chị điều hành cuộc họp, xin chúc các anh chị có được doanh nghiệp vận hành tự động và hiệu quả để cho mình có nhiều thời gian hơn để mà nghĩ được những cái việc lớn để làm cho doanh nghiệp phát triển đột phá. Xin trân trọng cảm ơn.